Xin chào quý vị và các bạn. Chuyển động chuyện Tây ngày hôm nay xin được mở đầu với một cuộc đua dù mới được khởi động nhưng đã làm nóng chính trường cũng như dư luận ở xứ sở sương mù. Đó chính là cuộc đua giành chiếc ghế Thủ tướng Anh hậu Brexit. Với việc ứng cử viên nam duy nhất Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove đã bị loại vì nhận được ít sự ủng hộ thì giờ đây nước Anh sẽ chứng kiến cuộc đua song mã của hai phụ nữ là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom vốn có lập trường hoàn toàn đối lập nhau trong vấn đề Brexit. Dù ai là người chiến thắng thì có một điều chắc chắn là xứ sở sương mù sẽ có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử sau bà đầm thép Margaret Thatcher. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May đã có bước khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua vào chiếc ghế thủ tướng nước này sau khi giành tới 165 trong tổng số 330 phiếu ủng hộ của các nghị sĩ đảng bảo thủ trong vòng một cuộc bỏ phiếu chọn người thay thế ông David Cameron, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom tới gần 100 phiếu. Theo bà Theresa May, kết quả cuộc bỏ phiếu đã cho thấy đảng bảo thủ có thể đồng lòng và đoàn kết dưới sự lãnh đạo của bà. Chúng ta cần một bàn lãnh đạo vững mạnh để đàm phán một thỏa thuận tốt nhất cho việc Anh rời khỏi EU, để đoàn kết đảng bảo thủ, đoàn kết cả nước và giúp nước Anh hoạt động hiệu quả vì lợi ích của tất cả chúng ta. Đây là những suy nghĩ của các nghị sĩ đã ủng hộ tôi và tôi tin rằng những điều này cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nghị sĩ bảo thủ trên khắp cả nước. Bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 8 tháng 7, cả bà May và bà Leadsom đã khởi động các cuộc vận động khắp nước Anh để kêu gọi ủng hộ từ khoảng 150 thành viên cốt cán của Đảng Bảo thủ cho cuộc bầu chọn thủ tướng mới. Tôi không muốn so sánh mình với bất kỳ ai khác, tôi sẽ là chính tôi. Tôi tham gia vào cuộc đua này bởi tôi thực sự tin rằng chúng ta có thể mang đến một tương lai sáng sủa hơn cho nước Anh. Dự kiến kết quả cuộc bầu chọn thủ tướng mới sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 9 tới. Mặc dù đang có những lời kêu gọi quá trình này cần được đẩy sớm hơn, sau khi Anh đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu EU và cần có một nhà lãnh đạo để giải quyết vấn đề này. Một nữ bộ trưởng lão làng từng thuộc phe ủng hộ Anh ở lại với EU đang cạnh tranh ghế thủ tướng Anh với một gương mặt mới tích cực thúc đẩy Brexit. Đó là những dòng bình luận trên nhiều tờ báo lớn của Anh về cuộc đua song mã giữa hai người đàn bà thép Theresa May và Andrea Leadsom. Nếu chỉ vài tuần trước đây, hầu hết người dân Anh còn lạ lẫm với bà Leadsom, thì ngay sau đó, bà nhanh chóng được biết đến khi là một trong những nhà vận động hàng đầu cho chiến dịch Brexit. Tuy nhiên, với số phiếu ủng hộ áp đảo, bà Theresa May lại đang có phần giành ưu thế rõ rệt hơn trước đối thủ của mình. Ngay sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 năm ngoái, với chiến thắng bất ngờ của đảng bảo thủ, bà Theresa May đã được xem như là một trong những ứng cử viên có khả năng sẽ thay thế Thủ tướng Cameron vào nửa cuối nhiệm kỳ. Tuy vậy, cuộc trưng cầu dân Ý lịch sử hôm 23 tháng 6 vừa qua, trong đó việc có tới 51,9% người dân Anh chọn rời khỏi Liên minh châu Âu EU khiến Thủ tướng Cameron quyết định từ chức, đã khiến viễn cảnh này đến sớm hơn. Tiếp đó, việc Bộ trưởng Tài chính Joshua Osborne và bất ngờ hơn cả là cựu thị trưởng London Boris Johnson đều không tham gia tranh cử đã mở rộng thêm cánh cửa cơ hội của bà Theresa May. Là người lãnh đạo lâu năm của một trong những bộ quan trọng nhất, phụ trách vấn đề biên giới và an ninh quốc gia, bà Theresa May có nhiều kinh nghiệm hơn tất cả những ứng viên còn lại. Trong bối cảnh chính trường Anh đang lâm vào khủng hoảng, cùng với những chia rẽ xã hội sâu sắc hậu trưng cầu ý dân, có thể nói bà Theresa May đã thực hiện chiến lược tranh cử khôn ngoan khi nhấn mạnh mục tiêu đoàn kết nội bộ đảng, đoàn kết đất nước để đương đầu với những thách thức trước mắt. Tôi nghĩ điều tối quan trọng của đảng lúc này là đoàn kết. Chúng ta không phải là người rời đi hay người ở lại. Chúng ta là những thành viên đảng bảo thủ trong chính phủ với công việc phải làm. Chúng ta phải đoàn kết đảng, đoàn kết đất nước để biến nước Anh trở thành một đất nước phụng sự nhân dân của mình. Tuy nhiên, bà Theresa May có điểm bất lợi là bà thuộc bên thua trong cuộc trưng cầu dân Ý, khiến một số người đặt câu hỏi liệu bà có phải là người thích hợp để đàm phán về việc ra đi của Anh. Bên cạnh đó, thất bại trong việc kiềm chế nhập cư cũng là bất lợi của bà. Bà Theresa có phong thái khá lạnh lùng, ít khi thể hiện quan điểm đến những vấn đề không thuộc phận sự của mình. Chính vì thế, nhiều khi người ta không nắm bắt được lập trường và quan điểm của bà về các vấn đề đối ngoại. Trong khi đó, bà Andrea Leadsom có lợi thế là bà ủng hộ Brexit, giống như nhiều thành viên nòng cốt khác của đảng bảo thủ. Xuất thân tương đối khiêm tốn của bà có thể là lợi thế khi các thành viên đảng bảo thủ đang tìm kiếm luồng gió mới.
Tôi muốn đem sự thịnh vượng đến mọi ngõ ngách của đất nước. Tôi muốn giúp tạo thêm việc làm, bởi vì chúng ta cần phải lắng nghe và chú ý đến hàng triệu đồng bào. Những người lo sợ rằng các nhà lãnh đạo của đất nước không quan tâm đủ đến họ. Nước Anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Tuy vậy, bà Lesham không có nhiều kinh nghiệm vì mới chỉ làm việc trong chính phủ được 6 năm và bắt đầu giữ chức bộ trưởng từ năm ngoái. Cho dù ai trở thành người lãnh đạo đảng bảo thủ và trở thành chủ nhân căn nhà số 10 phố Downing, thì nhiệm vụ của nhân vật này cũng sẽ là ổn định nền kinh tế và thống nhất một chính đảng vốn bị chia rẽ sâu sắc bởi cuộc trưng cầu ý dân. Người thắng cuộc cũng cần phải quyết định khi nào sẽ khởi động quy trình ly hôn với EU và cách đàm phán để vừa đưa nước Anh tách khỏi EU sau 43 năm là thành viên, vừa giữ được các điều khoản có lợi cho thương mại và kinh tế nước này. Những nhiệm vụ này tất nhiên đều không hề dễ dàng. Theo giới phân tích, một trong những quyết định sống còn đầu tiên của tân Thủ tướng Anh sẽ là lựa chọn thời điểm kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, quy định thủ tục chính thức đưa một thành viên ra khỏi EU, theo đó sẽ khởi động một tiến trình 2 năm để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Bà Theresa May đứng trên lập trường ủng hộ Anh ở lại EU cho hay bà sẽ không bấm nút kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon trước cuối năm nay vì cần thêm thời gian để củng cố lập trường đàm phán của Anh. Còn bà Lesham khẳng định sẽ ngay lập tức bấm nút nếu được bầu làm thủ tướng mới của Anh. Trong khi đó, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy những lo ngại về ảnh hưởng của Brexit đối với thương mại, đầu tư và lòng tin đang bắt đầu tác động tới nền kinh tế. Quỹ đầu tư với số tiền lên tới 4,4 tỷ bảng Anh của công ty M&G Investment, chuyên cung cấp vốn cho công ty bảo hiểm Prudential, là quỹ đầu tư mới nhất tạm ngừng hoạt động kinh doanh tính tới chiều 5 tháng 7. Quỹ đầu tư 1,8 tỷ bảng Anh chuyên cung cấp vốn cho công ty bảo hiểm Aviva trước đó đã tạm ngừng hoạt động, trong khi công ty Standard Life Investment cũng quyết định ngừng hoạt động một quỹ đầu tư 2,9 tỷ bảng Anh hôm 4 tháng 7. Giá cổ phiếu của các quỹ đầu tư bất động sản khác liên tục sụt giảm, trong khi các nhà quản lý bất động sản và bảo hiểm cũng hứng chịu không ít tác động. Đồng bảng Anh bị ảnh hưởng bởi lo ngại trên thị trường về tác động xấu của Brexit tới nền kinh tế, đã giảm giá xuống mức thấp nhất trong 31 năm qua và giá trị đồng nội tệ này hiện đã thấp hơn mức sau cuộc trưng cầu dân Ý tới 12%. Ai sẽ trở thành bà đầm thép thứ hai của nước Anh? Câu trả lời sẽ có vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Dù người đó là ai đi chăng nữa thì nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước Anh cũng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thách thức để điều hành đất nước thời hậu Brexit với một vị thế đã khác so với trước. Thưa các bạn, hôm nay 9 tháng 7, nước Cộng hòa Nam Sudan kỷ niệm 5 năm ngày tuyên bố độc lập bằng tiếng súng và các vụ bạo lực nổ ra ở nhiều nơi trên khắp cả nước, thậm chí ngay gần phủ tổng thống ở thủ đô Juba. 5 năm kể từ sau cuộc trưng cầu dân Ý tách khỏi Sudan, quốc gia non trẻ nhất thế giới này giờ đây vẫn ngổn ngang với rất nhiều vấn đề nan giải. Đó là tình trạng bạo lực tràn lan, nền kinh tế ngày một trì trệ với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những gì đang diễn ra ở Nam Sudan, nơi mà hòa bình chỉ là một khái niệm tồn tại trên giấy. Chính phủ của quốc gia non trẻ nhất thế giới Nam Sudan hôm nay đã tuyên bố hủy bỏ buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày độc lập để dồn mọi nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở quốc gia này, khiến hàng ngàn người chết, hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và nền kinh tế bị phá hoại nghiêm trọng. Trong những năm vừa qua, xung đột và bạo lực giữa các nhóm vũ trang đã khiến bạo lực bao trùm cả quốc gia nhỏ bé này. Các vụ tấn công, cưỡng hiếp, đốt phá nhằm vào dân thường xuyên xảy ra trong sự bất lực của chính phủ. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn không hài lòng với nền độc lập mà chúng tôi vẫn tìm kiếm. Chúng tôi đã đấu tranh để được tự do, nhưng giờ đây chúng tôi vẫn không có tự do. Cuối tuần vừa qua, đã có ít nhất 40 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh ở thị trấn Wau và Makue. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Nam Sudan cho biết số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở Wau đã lên tới 70.000 người, trong đó có ít nhất 12.000 người đang tạm trú gần trụ sở ở Wau của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Theo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường có thể cấu thành tội ác chiến tranh và những người tham gia vào vụ việc có thể bị xử phạt. Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về bạo lực đang tiếp diễn trên khắp đất nước và kêu gọi những hành động cần thiết để khôi phục nền hòa bình tại quốc gia này.
Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo nền kinh tế nước này đang bên bờ vực sụp đổ khi tỷ lệ lạm phát đã lên tới 300% và đồng tiền đã sụt giảm 90% trong năm nay. Bên cạnh đó, khai thác dầu mỏ, ngành công nghiệp chủ lực mang lại nguồn thu ngoại tệ cho chính phủ bị tác động nghiêm trọng, khiến nguồn ngoại tệ dự trữ của Ngân hàng Trung ương chỉ đủ để trang trải trong một vài ngày. Thâm hụt ngân sách chính phủ dự kiến sẽ lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, chiếm tới 25% GDP. Rất nhiều công chức nhiều tháng nay không có lương, không phải là do chính phủ cố tình trả chậm lương mà do kinh tế của đất nước đang gặp khó khăn. Thêm vào đó là sự khan hiếm ngoại tệ khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đã được ký từ tháng 8 năm 2015, tuy nhiên từ đó đến nay, thỏa thuận này liên tục bị vi phạm. Khái niệm hòa bình dường như chỉ tồn tại trên giấy tờ, bất chấp những cam kết của chính quyền của Tổng thống Kim Mayadit. Chúng tôi vẫn muốn tiếp tục tiến trình đối thoại để giải quyết vấn đề, đưa đất nước ra khỏi xung đột. Vì thế, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Nam Sudan, vũ trang hay không vũ trang, hãy tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Chính phủ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo thỏa thuận hòa bình được thực thi. Nam Sudan chìm trong bạo lực từ tháng 12 năm 2013 khi giao tranh bùng phát ở thủ đô Juba giữa binh sĩ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và lực lượng đối lập do cựu phó Tổng thống Riek Machar đứng đầu. Cuộc xung đột nhanh chóng lan rộng tới 10 bang của Nam Sudan, chia rẽ bộ lạc Dinka ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và bộ lạc Nue ủng hộ ông Riek Machar, làm hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trong một báo cáo đưa ra vào đầu tháng 6, Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết ước tính có gần 230.000 người dân Nam Sudan đã phải sang tị nạn ở Sudan để chạy trốn xung đột, bạo lực và sự suy thoái an ninh lương thực. Với những người dân Nam Sudan thì điều họ mong muốn nhất lúc này có lẽ không gì hơn ngoài một cuộc sống bình yên không tiếng súng, không bạo lực để họ có thể yên tâm kiếm kế sinh nhai. Hẳn đó cũng là những gì mà họ đã từng hy vọng khi ủng hộ thành lập nước Cộng hòa Nam Sudan 5 năm về trước. Kinh tế bị tàn phá nặng nề, nạn đói ngày một nghiêm trọng và bạo lực tràn lan trên khắp đất nước. Đó là hiện thực tàn khốc mà không một người dân Nam Sudan nào nghĩ đến khi họ bỏ phiếu tán thành việc tách ra khỏi miền Bắc trong cuộc trưng cầu dân ý 5 năm trước đây. Cuộc bỏ phiếu năm 2011 và sự ra đời của nhà nước non trẻ nhất thế giới đã mang đến hy vọng và niềm lạc quan rất lớn. Thế nhưng sau 5 năm, tình hình hiện nay chẳng khác là bao so với thời điểm đất nước sau 22 năm nội chiến. Điều này khiến người dân rất chán nản. Bạo lực bùng phát năm 2013 khi Tổng thống Salva Kiir buộc tội cựu Phó Tổng thống Riek Machar có âm mưu đảo chính đã khiến 10.000 dân thường thiệt mạng, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gần 5 triệu người rơi vào cảnh thiếu đói. Tháng 8 năm 2015, Tổng thống Kiir và lực lượng đối lập đã cùng ký vào một thỏa thuận chấm dứt tình trạng thù địch. Thế nhưng, bạo lực vẫn không hề suy giảm. Kể từ khi tuyên bố độc lập đến nay, chúng tôi thấy chẳng có gì thay đổi cả. An ninh vẫn là một vấn đề lớn. Giá cả hàng hóa thì ngày một leo thang. Chúng tôi không cần nền hòa bình này. Chúng tôi thà tiếp tục là một phần của nước Sudan thống nhất còn hơn. Chiến tranh khiến kinh tế trì trệ, không thể phát triển. Tiền mất giá, tỷ lệ lạm phát cao, nạn tham nhũng tràn lan như bệnh dịch. Giờ đây, Nam Sudan là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Công chức không được trả lương trong một thời gian dài, tình trạng mất an toàn ngày một tồi tệ. Với những người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn ở nơi khác, cuộc sống cũng chẳng khá hơn, ngoại trừ việc họ không còn phải nơm nớp lo sợ tiếng súng. Ở Nam Sudan, đang hạn hán nghiêm trọng, trời không có mưa và ai cũng đói ăn. Chúng tôi cũng bị đe dọa nữa. Khi chạy trốn sang đây, chúng tôi đã bị quân nổi dậy phục kích và họ đã bắn vào xe của chúng tôi. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện có hơn 160.000 người dân Nam Sudan đang lánh nạn ở các trại tị nạn của Liên Hợp Quốc tại nước này và các nước láng giềng, mặc dù đã giảm hơn so với 200.000 người tị nạn khi xảy ra nội chiến. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới đây cho biết tổ chức này đang vận động cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài tài trợ khoảng 3 triệu đô la Mỹ để viện trợ khẩn cấp cho hàng chục nghìn người tị nạn tại khu vực chiến sự Wau của quốc gia Đông Phi này. Theo báo cáo chung của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới thì có tới 4,8 triệu người dân Nam Sudan, tương đương với hơn 1/3 dân số, sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong vài tháng tới, và nguy cơ thảm họa đói vẫn tiếp tục đe dọa nhiều khu vực trên cả nước.
Trong khi đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùa màng thất bại càng khiến cấp độ an ninh lương thực ở Nam Sudan ở mức cao chưa từng có. Với những gì đang diễn ra hiện nay thì không ai dám chắc rằng liệu quốc gia trẻ nhất thế giới này còn có thể cầm cự được đến bao giờ. Chuyện đâu chuyện tây ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.